Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Inco. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Isra của Thành Sương. Ở cuối phần trước thì khi mình đi qua, mình cho tướng phụ sang mở đoạn này thì phát hiện ra có một thành rồng ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại đánh cái thành rồng, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi săn tướng địch luôn nhé. Đây, chúng ta sẽ quay lại đánh thành rồng Wonder. Bây giờ đánh con này không có máu, chúng ta sẽ mang vịt sang Stanker. Rồi. Đây, ta sẽ để lại con này. Vịt giữ lại vampire, con này và con này. Ta sẽ thí hết mấy con này vào trong thành rồng đi. Rồi, chúng ta sẽ vào đánh luôn. Mai chúng ta mới đủ lực. Mandor. Rồi, ok. Tạm thời đêm ngủ chúng ta phải bỏ cái xích kia ra. Hiện tại tháng này chúng ta cầm vampire không sẽ rất là yếu. Bây giờ vịt với xương đủ mạnh rồi. Sau trận đánh thành rồng này thì sẽ đưa vịt với xương cho tướng chính và đưa vampire cho tướng phụ để tướng phụ tiếp tục cày lên Necromancy, cày mấy cái mỏ vịt này. Và chúng ta sẽ chia ra nhiều đường để đi đánh. Hiện tại mình đang thấy có một đường thôi, chứ là mình chưa chia quân. Mình tập trung cho ông tướng cho mạnh. Bây giờ thì chúng ta thấy có nhiều ngã rẽ hơn rồi thì chúng ta sẽ chia quân ra. Tiếp tục ở một sách nước nữa đây. Đây, chúng ta còn xương đây nữa. Chúng ta sẽ đưa cho tướng chính đi chiến luôn. Hiện tại chúng ta đang có khoảng độ rơi vào hơn 1000 xương thôi. Plan of Free Will, dây chuyền chống phép hypnotis. Red Meat chúng ta sẽ đẩy tiến lên thôi. Thành xương lần trước mình xây được bây giờ được thêm 8 con vampire nữa, sẽ số lượng vampire hiện tại sẽ đủ chia cho hai tướng để bắt đầu đi cày xương được. 36 con, chỉ cần 16 con chúng ta cày xương được rồi. Tháng 2 là tháng mà chúng ta phải đẩy xương lên tăng đột biến, để tháng đầu chúng ta chủ yếu mở đường và cày vịt. Thật ra thì tháng đầu cày cũng được, chúng ta giữ được thì bao nhiêu thì giữ, tùy theo cái lực đánh của chúng ta. Ví dụ như mình tập trung đánh ở đường chính thôi, để chỉ đánh săn tướng địch thì nó khác, nhưng mà với nhiều người ta sẽ không quan tâm việc đánh địch, bởi thành xương càng về sau càng mạnh ra, người ta không cần thiết ở quấy, người ta cứ đi đánh xung quanh, người ta chia xương, người ta chia vampire cho nhiều tướng để đánh xung quanh, người ta sẽ rất nhiều xương. Nhưng đây là vì mình chơi map này là map với No Dawn No Fly, nên chúng ta buộc phải đánh tướng địch càng nhanh tốt. Thế là mình, các bạn thấy rằng mình bỏ qua rất nhiều quái để mình đi tìm tướng địch luôn. Khi mình biết rằng mình đủ lực để đánh nó thì mình sẽ bỏ qua những giai đoạn đấy đi. Hiện tại cái này đang không đi, thải đi tới rồi, bên kia xương đủ rồi. Bên kia xương đủ chơi rồi. Ồ, lick à? À, chúng ta phải đưa quân sang dọa nó đó. Bỏ con này lại. Rồi, có lót lick thôi, chắc là phải chạy thôi. Rồi. À, cái chỗ này cho vào rồi. Ok. Chúng ta đã có hồi sinh ma rồi, chúng ta không sợ mất xương nhiều. Có lẽ chúng nó sẽ đánh cái con này, nhưng mà mình cần tách đôi con này ra. À,
Con này đứng đây mới đúng. Con này đứng đây mới đúng. Đây. Đấy, 14, 80 xương. Đó, sẽ tập trung đánh con này trước. Tất nhiên cho nó chắc chắn. Ồ, nó tập trung đánh xương này. Bây giờ làm sao để giữ con đây này. Rồi, ok. À, hồi sinh hết rồi à? Rồi, ok. Đó, chúng ta được cái kiếm xương. Nhưng mà kiếm xương chúng ta có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bộ hồi mana này, chúng ta sẽ quẩy tiện quẩy luôn cái này. Nếu quẩy cái này chúng ta sẽ có nhiều mana hơn. Tiếp tục rồi. Rồi, mai cho tướng phụ nhặt thôi. Bây giờ tướng chính đi thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đưa vịt này, đưa cái này sang thôi, bỏ lại. Vampire giờ sẽ đưa lại cho tướng phụ, và tướng phụ bắt đầu đi cày xương. Đó. Đấy, bây giờ tướng chính này là chúng ta đủ mạnh rồi, chúng ta không cần đến vampire nữa. Tất cả chỗ này sẽ cho đi cày. Đầu tiên là sẽ từ Mondo, tướng luyện lich, chúng ta sẽ cày con này lên trước để sau này nếu có lich chúng ta có tướng dùng. Rồi tất cả một vịt này sẽ cho tướng phụ cày đi. Đó. Tất cả tướng xương thì chúng ta sẽ cộng hết kinh nghiệm lên thì sẽ chia nhau đi cày xương, vừa đánh vừa cày, đánh đến đâu cày đến đấy. Chúng ta chỉ nên, thật ra nếu chúng ta chỉ cần nên tập trung đánh ở trong tháng đầu tiên thôi. Nếu mà lên vampire chúng ta thường là đến tuần cuối tuần thứ hai hoặc đầu tuần thứ ba chúng ta mua được, thì chúng ta chỉ nên cày trong tháng đầu tiên. Và sau đó thì chúng ta nên chia tướng, vừa đánh theo đường chính này, vừa để đánh tướng địch, vừa cày xung quanh. Còn lại nếu còn dư chúng ta sẽ để cho tướng phụ cày cũng được. Bởi vì mình nghĩ là thành xương thì đến đầu tháng, cuối tháng 1, đến đầu tháng 2 là quân nó mạnh lắm rồi, có thể đánh được cả bản đồ rồi. Thế nên chúng ta phải vừa đi đánh tướng chính, phải đánh tướng địch và đồng thời tướng phụ cày xương cũng được. Thì sẽ nhanh hơn là việc chúng ta sẽ chăm chăm cho tướng chính đi cày xương thì sẽ bị chậm, bởi vì dù sao cái việc mà nhặt đồ nó cũng rất là quan trọng nha các bạn nhé. Nếu mà chúng ta mà ít đồ thì dù có xương nhiều, chúng ta ví dụ như kiếm giáp chúng ta như hiện tại 13-15 chẳng hạn, mà tầm cỡ này mà gặp cái con tướng quân lực nó yếu hơn một chút nhưng mà nó lại kiếm giáp đến 30-40 chẳng hạn, nó gấp được bộ thiên thần hay gì đấy thì chúng ta vẫn thua. Đại khái chúng ta nên cứ nên tập trung tướng chính đi mở đường và đánh tướng địch là hay nhất. Khi là cái lượng xương mà mình nghĩ đủ rồi thì mình vừa đi vừa cày cũng được. Đấy, không có vẫn đi qua được này. Đồng thời cho nhiều tướng địch đi do thám nhiều đường, bởi khi đến đầu cuối tháng 1 là chúng ta cái lượng vampire của chúng ta là khoảng đủ chia cho hai tướng cày tất cả các đồ ở trên map rồi. Đây còn rất nhiều mỏ vịt thì mình về lấy ở nhà nữa là mình thoải mái mình cày luôn. Đấy. Xây tiền lên. Xây tiền sau, ví dụ có tiền mà đủ tiền mà chúng ta có thể áp xương lên thì rất là khỏe. Thật ra thành xương cũng cần tiền, không khác gì thành thành phục như tướng Adela, thứ tinh. Nếu mà áp được quân thì nó rất là mạnh, còn nó không áp được chúng ta vẫn mạnh mà. Nên lấy con tướng là thôi đi, đi đánh tướng chính cho nó đình được địch cho nhanh. Bây giờ là lúc chúng ta phải đưa quân sang rồi, bởi vì thời điểm đến đây là thời điểm mà chúng ta có thể gặp tướng địch rồi. Từ đây ra đây khoảng một ngày thôi, chúng ta sẽ phải đưa quân sang. Bây giờ chấp nhận cho tướng chính là đi chậm thôi, bởi vì quân chủ yếu quân xương này thì vẫn là speed thấp. Đây còn con này đưa thêm xương nữa thì đỉnh cao luôn.
hơn nghìn xương thì chúng ta đánh thoải mái rồi. Đây, lượng xương này nữa thì quá bá đạo. Đeo cái nhẫn này vào tạm đã. Đấy, rồi, 60 vịt với xương tầm này để thoải mái rồi. Ta chỉ đi thôi. Chính là chỉ cày gần đường chính thôi, không nên cày xa quá. Lạc xa quá thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để mà di chuyển trên map hơn. Nhưng còn là ven ven đường chính chúng ta sẽ đánh. Thế ví dụ như chúng ta chỉ mất nước vào chúng ta đánh nó thì chúng ta đánh, còn không thôi bỏ đi. Để cho tướng phụ nó cày được, tướng nào cũng cày được mà. Isra thì cày khỏe hơn, nhưng mà bây giờ Isra mình tướng chính trận này cho nên mình sẽ ưu tiên đi đánh tướng địch. Cố gắng mà sóc được ra con Vidomina nữa thì đỉnh cao, nhưng mà mình nghĩ Vidomina khả năng có thằng lấy rồi. Chúng ta đây chỉ có một thành xương thôi, nhưng mà đến bây giờ là tuần này chúng ta ra là tướng mới rồi. À, tuần sau chúng ta sẽ tìm xem có Vidomina không nữa thì càng ngon. Con này sẽ đi theo tướng chính thôi. Thì cầm luôn Cyclops đi. Thằng nào cầm xương speed cũng chậm rồi. Đó. À, con kiếm phải đưa cho tướng phụ chứ, quên mất. Ok. Kiếm phải đưa cho tướng phụ để cho nó cày cho khỏe. Rồi quá, rồi mai lại đưa lại cho tướng chính cái quả cầu. Để mai không phải chạy nữa. Mai kia chạy theo tướng chính ăn tài nguyên luôn. Này, Stunker sương lên. Rồi dần dần mấy phép kia động lên mà. Sợ nhất là bây giờ mình cũng chưa thấy phép hồi thành và hồi sinh. Chúng ta sẽ đẩy cái Mark Weaver lên để xem chúng ta có hồi sinh không. Nếu hồi sinh vịt được nữa thì đạo quân chúng ta không thể di chuyển được. Tối rồi. Hết mô đàn đen thế. Thế bạn thấy rằng ở bản hot A này nó cộng rất là ít. Mặc dù đánh hot như vậy nhưng nó chỉ cộng mười mấy xương thôi. Đấy gần như ấy rồi. Chúng ta thiếu thiếu những món đồ tạo tác để tăng cái khả năng mà lượng xương lên đây. Có cái đồ mana nữa đây. Chúng ta sẽ tìm chợ để tìm bộ lích nữa thì ngon. Cho tướng phụ vào mấy cái chợ, giúp vào mấy cái chợ thôi. Tướng chính giờ thì tập trung đánh nhau thôi. Sẽ đi theo đường này trước đi. Cái này ở xa quá thì mình không ra nhé. Đi theo đường chính thôi. Rồi chúng ta sẽ đi theo đường chính đi. Thật ra chúng ta có thể có VOSVE. Chúng ta thấy vị trí của địch. Vừa rồi chúng ta hiện lên ở góc trên này. Đây tướng địch đây. Trên này cũng không có tướng địch. Đó, chúng không có tướng địch ở phía đó. Đây, phía này thì có thể đang xa là bây giờ chúng ta xem lại cái đất này. Có bạn bảo mình là tại sao không lấy cái kính, bởi vì bây giờ mình không cần thiết lấy kính nữa. Nhưng các bạn thấy thì bây giờ mình nhìn thấy toàn bộ đất với cả thành tướng địch ở đâu rồi, mình không cần kính nữa. Vị trí item mình biết đâu rồi. Nhưng mà quan trọng là mình chỉ ưu tiên hướng chính, đi theo đường chính thôi, thì bây giờ mình không cần thiết.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ những con nào mình có thể hút máu được. Đây, Seven Conic này đi. Con này thì hiện tại đang nhiều hơn Vampire nhiều quá. Mà nó speed cao ra mình chưa dám chắc vì con Bôn Đoa này kỳ tướng là kiếm giáp nó yếu hơn hẳn con kia. Mà nếu như con tướng chính thì đánh thoải mái, nhưng mà thôi, cứ để đấy, chúng ta cày con nó khỏe hơn đã. Đây, và kiếm sang đây. Lấy lại cái bộ đồ mana đưa cho tướng chính. Đó. Rồi. Bắt đầu từ con Nick này, sau đó chúng ta vào đánh cái mỏ vịt này. Thì bây giờ con Clavius là tướng, mặc dù tướng luyện kiếm ấy, nhưng mà mình muốn cày con kia trước. Bây giờ thì con này sẽ đi theo cầm đồ cho tướng chính. À, cầm đồ cho con Mondo. Chúng ta thấy đây còn cái hai cái mỏ vịt nữa, ba cái mỏ vịt nữa, rất là ngon lành. Sandro. Con này là định về lấy thêm vampire để cày ở ngoài này. Ok. Marco level 3 chúng ta đang thiếu cám, chúng ta sẽ CC lô lên. Ồ, oh, đi bên này à? Ok. Bắn chiếc Cyclops mình ấy. Hiện tại mình đang chưa có phép hồi sinh. Hiện tại mình chưa có phép hồi sinh, chơi con bắn nên hạn chế đó. Chúng ta đây là chưa có slow. Không có slow nhưng bù lại chúng ta lại có Haster. Hiện tại đang trừ 2 Moran. Không được, chơi con này mình tách ra đây thì không ổn. Nhử cái này lên đây. Ồ, nó không lên. Wow. Rồi. 12, 11. Sẽ vụt sạch lốp mình à? Speed có đến không? Spin có đến không ta? Đến này. Bỏ sạch lốp lại, không vụt sạch lốp. Đây. Ô hot. Mất kỳ chắc chắn à? Không có hồi sinh, mất kỳ chắc chắn à? Ôi! Đỉnh cao đây rồi. À, chúng ta chỉ có Haster, thế thì chúng ta sẽ bỏ đây đi. Ngon lành. Có hồi thành luôn rồi các bạn ạ. Ok,
thôi nào. Rồi. Thương. Chết rồi, quên chưa tách vịt ra rồi. Phép đang nhiều hồi sinh cái là xong. Có gì đâu. Đây. Bây giờ thì con này đứng giữa này. Cho này đứng đây. Đây, đứng đây. Rồi. Một xương cho vào làm ấy luôn. Rồi. Rồi. Ui, thêm cả bồ câu tôi bỏ đi. Chờ bồ câu thì mạnh quá đã. Cày xương còn bồ câu nữa thì ai chơi. Ai chơi cho lại. Nước. Rồi lên đi. Cho lên lên vào cho nhanh. Thành xương nước thì cũng chỉ có phép cờ lông thôi, chúng ta không cần đến lắm. Teleport thì quân xương level 1, teleport kiểu gì cũng được. Còn thành xương thì không pray và cũng không bless được. Intelligence. Dragonite tướng chiến không lên intelligence. Thương cả. Thương cả. Hẳn là thương. Ây da. Scouting, tướng này lên scouting được không nhỉ? Có view UTE rồi, tôi cứ lên scouting đi. Lên scouting rồi tướng phụ và xem nha. Thật tầm này thì không cần scouting nữa rồi. Tướng chính có view UTE, chúng ta nhìn thấy được những thứ chúng ta cần nhìn rồi. Đây là tướng địch thôi. Còn scouting chỉ là nhìn tài nguyên với cả chủ yếu nhìn tài nguyên với cả đồ cũng đầu thôi. Mở rộng ra nhìn rõ hơn mà thôi. Khi chúng ta đã có viết PA, chúng ta nhìn được tướng địch rồi thì không cần lắm. Master ngay đây. Maku level 3. Riêng đến thành xương này, lúc đầu tiên bạn thấy quân mỏ quân level 1, level 2 bạn lấy hết cho mình. Bạn lấy hết thành xương. Đánh rất là khỏe. Nếu mà càng nhiều thì tuần đầu bạn đánh càng nhanh. Có khi tuần đầu bạn có cả vài trăm xương luôn. Nếu mà nhiều mỏ, nếu may mắn, tất nhiên là may mắn nhiều mỏ. Chém vừa thôi. Chém vừa thôi. Bách con này.
Tôi đổi vị trí cho site cái open đây để xương nó đỡ bị chập ra chập vào. Hỏi bỏ luôn. Xương phải đứng đây. Nó sẽ đánh xương áp sát con cyclops, chứ con đẻ ô này sẽ đánh cyclops ngay. Mana chúng ta còn nhiều, thế thì cứ hồi sinh thoải mái đi. Mỏ gấu rồi nhưng mà thôi chả cần nữa. Vào đây mà chơi. Ấy da. Úi giời, mình có lát hơi phí. Ái già, có vẻ căng nha. Mấy quả vịt tê đâu nhỉ? Thương con này, xương còn ít quá. Check nè. Mà sang để dọa nó thôi. Mang sang chủ yếu để dọa thôi. Con này nó không có máu, vampire đánh nó thì không thấm. Nếu đánh vampire mình cũng mất vampire. Ơ lại đánh vịt. Chana. Chà. Naga Queen. Úi giời. Rồi.
Vấn đề là trước khi đánh con cuối cùng bạn luôn phải kiểm tra lượng máu của nó, vì có những con máu nó không đủ, nó vẫn là có một con naga nhưng nó chỉ có 20 máu thôi, nên lượng máu chúng ta hút lại không đủ hồi sinh con vampire. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta như vậy, chúng ta không được đánh nó cùng với con vampire, con naga có thể chém chết con vampire trong một turn chém, nhưng mà đợt cuối cùng thì chúng ta chém nó không đủ máu, chúng ta không thể hồi sinh được các bạn nhé. Các bạn phải đánh con yếu đi trước để cho con khỏe lại, các bạn hút máu vào turn cuối cùng. Khi đánh bỏ naga thì nhiều khi như lúc mới chơi sẽ trước mình cũng chơi cũng thế thôi, cũng mới đầu mình không để ý tại sao đánh mãi nó không hồi sinh được, hóa ra con đấy con yếu máu rồi. Ta phải luôn để con yếu con khỏe máu lại để chúng ta hồi máu tới cuối cùng, và con yếu máu chúng ta phải đánh trước. Thương con này, dám có đất đánh solo lại đánh rong nhỉ. Đánh vampire speed 9 cái speed 5 chúng ta không rong được. Con này đã quân level 5, à level, đúng rồi level 5. Ta sẽ bỏ lại con đấy đã, và cày tiếp con này, à Lord Magma. Vì chúng ta có bao nhiêu con, 14 con, đánh Lord Magma này khả năng mất vịt đấy. Ta sẽ đi vòng tí cũng được. Hãy cày xuống đây trước xem có con mỏ vịt nào rồi không, mỏ vịt nhiều chúng ta đánh thoải mái hơn. Mỏ vịt nhiều chúng ta sẽ đánh thoải mái hơn. Con speed 8 hay bỏ đi. Gravius. Thứ nhất là rèn tướng quân mới mạnh hẳn đã, xong chúng ta chia ra thì nhanh hơn. Đánh về sau chúng ta sẽ đánh tướng địch sẽ nhanh hơn. Khi nó có quân mạnh rồi chúng ta tiếp tục đi theo đường cái nữa thì sẽ nhanh hơn. Nếu mà rèn nhiều con lúc thì chúng ta sẽ chậm cái thời gian đi đánh tướng địch lại. Chủ yếu là làm sao đánh hết tướng địch trong cái map này. Tướng chính phải đi xa lắm rồi. Đây với chợ, tí về em kiểm tra. Triển phép hồi sinh nữa thoải mái rồi. Chỉ cần lên được phép hồi sinh nữa thoải mái thôi. Xem tướng địch nè. Đây tướng địch bắt đầu kiểm giáp từ tháng 2 là tăng rất là nhanh. Trước thì thành thấy tiếm giáp nó rất thấp, bây giờ nó đuổi kịp mình rồi. Đuổi kịp mình rồi. Ai đến tầm này đánh rất là nhanh thì chúng ta cứ dây dưa cho nó để nó lên phát triển lên thì lúc đuổi kiếm giáp sẽ vượt mình. Chỉ một lúc của tôi kiếm giáp sẽ vượt mình. Bách con chả được bao nhiêu xương đâu. Anh cấm phản. Ô oh, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ngon lành. Ngon lành, tạm thời thay quyển sách nước này đã. Có giáp thì chúng ta sẽ lên giáp trước. Nimbus thì tạm thời bỏ đi, xem con tướng là ngon hơn ở trong này không. Con là kiếm giáp nó khỏe sẵn rồi.
Ôi sổ, ôi kiếm giáp tướng level 1 thì bỏ đi. À cho nó. Để xem có gì không. Không có gì, bỏ đi. Xem nào. Xếp tiền na cũng được. Xếp tiền na thì cũng được. À bây giờ cày con này lên. Nhận máu trước này. Ấy da. Tí thịt tèo. Spin. Phải siêu. Phải siêu. Ôi giời ơi thôi. Sắp hết mana rồi. Hình như mình nhớ được cầu hồi mana cho chưa nhỉ? Spin. Ôi chưa rồi. Con này vẫn cầm ạ. Con này vẫn cầm, quên chưa sang rồi. Ta phải cấp tốc để chuẩn chính á. Đấy, ngày mai chúng ta có thể đủ mana hồi sinh thêm lần nữa. Bây giờ chúng ta lại không đủ rồi. Thế. À. Đấy, cứ lúc hết mana tướng định lại xuất hiện. Đấy, mày hay. Cứ lúc hết mana là tướng định lại xuất hiện. Đầm lầy thành một xanh. Ui, lắm đầm lầy thế. Virus VE thôi để lại để chúng ta có thể. Đấy, vấn đề chúng ta không còn phép mana rồi, chúng ta phải chơi thôi. Xích vào đây. Chấp nhận mất tí xương thôi, cái này chỉ mất chẳng bao nhiêu đâu. Haster lên cái xong. Haster lên cái xong. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Bây giờ chắc là Haster nữa. Ồ, ngon. Thêm cái này nữa. Rồi, chấp nhận. Sắp đủ bộ mana rồi. Đây rồi, thành nó đây rồi. Thành nó đây rồi. Đây không còn gì rồi. Còn
xa. Còn mấy mức mỏ vịt đây chúng ta sẽ lên đây cày vậy. Để nhường cái chỗ này cho con Sandro tí nữa ra. Clavius để lại 8 con 20. Đó. Rồi 24 con đủ rồi. Vịt xương để lại. Tôi được cải. Được cải. Định mang về cho con kia cho nó nhiều nhiều tí, hai con cùng đánh luôn. Nhưng cái ưu tiên này trước được. Đây chúng ta sẽ ra chỗ này. Lót. Mày chữ up và đánh thoải mái. Chỗ này không thấy có gì. Ui ta tích luôn này. Ta tích luôn này. Đây à. 16 cung đồng. Có hồi sinh ma Xper luôn à. Gì đây? Skin gì đây? Bây giờ chúng ta chỉ cần hồi sinh nữa thôi. Hồi sinh con vịt nữa là ok. Bây giờ là điều đáng lo nhất là nếu mà vịt bị vụt thì chưa có phép hồi sinh, thế thôi. Sợ nhất là bắn con vịt. Thôi chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi. Rồi 88 xương. À mà 88 xương thì cung do cung thành nó bắn đi chứ. Rồi chấp nhận. Bỏ luôn đi. Cung thành nó bắn thì mình không lấy được. Rồi giờ mình sẽ hồi về. À không còn đủ lực hồi thành nữa. Vậy chúng ta sẽ thay. Rồi ngủ lấy mana luôn. Ngủ lấy ma luôn. Lên đinh. Con này kiểu gì sau mình cũng bỏ lấy tướng xương thôi mà. Vẫn phải dồn sang lấy tướng xương. Để mấy cái cho nhanh lên level. Sandro quẩy con này trước lấy cái nhẫn đã. Rồi ok ngủ thôi.
Đây rồi, tướng địch đây rồi. Tướng địch đây rồi. Vịt quan trọng, phải giữ được vịt. Vịt Cyclops bảy trăm set dây, con này 3840 nhân 15 là 600, 700 một set dây này. Quên nãy phải cho con xương này đứng ngoài mới đúng. Slow này. Thiên thần này, Aster này, vịt này. Chơi ba con. Nó chơi ba con rồi. Rồi xong một tướng, tiếp tục đi thôi. Rồi về thành điếc phôn này cho nhanh. Rồi, bây giờ hết lực rồi. Chúng ta lại tiếp tục. Còn tí được cái thôi, chúng ta sẽ ngủ tiếp được. 28 con mà thua. 28 con mà thua. Tích và kháng phép. Tạt tích trước đi. Clavius. Úi chà. Sáu nghìn ba trăm mười bảy nghìn. À, à, giày chạy xa ngon đấy, giày chạy xa là ngon đấy.
lên cái chợ đấy ăn ngon rồi. Có cái chợ rồi này. Kép một block tăng thủ lên. Ba chợ rồi, giờ đổi sang à. Cả lắm mắc vui level 4 là cần 8 luôn. Hồi sinh, ôi không có. Xui rồi. Vẫn chưa có hồi sinh. Vẫn chưa có hồi sinh. Level 2, hit trip. Ít này. Đây được quả này sang nữa thì hồi. Mỗi ngày chúng ta hồi khá nhiều mana. 5 mana cộng thêm một tướng 1 mana nữa 6 mana. Ta hồi sinh thoải mái, có thiên thần đây chúng ta không cần nữa. Đi ra đất đầm lầy tốn nước đi lắm. Mago level 3 đúng không? Đúng rồi. Hòm thôi. Rồi luôn, đỡ mất mana. Bây giờ cái thời gian mà gặp nhiều tướng địch rồi, chúng ta không nên tiết kiệm xương, một vài con xương làm gì cả. Giữ mana thôi. Thử đây xem có gì hay ho ngoài này không. Hóng cái chợ đồ rồi. Dễ cần ra hóng cái chợ đồ xem có độ lick ở không được. Chúng ta đã có áo choàng rồi. Áo choàng là cái dễ kiếm nhất rồi. Còn bây giờ chỉ còn cái vòng và cái giày. Nói chung đây chúng ta cũng không còn gì để nâng cấp rồi. Ba cu leo 4 nước hồi sinh thôi. Lành quanh hồi sinh đây chứ. Tao portal. What? Tao portal mọc giữa đường luôn đấy. Ngon. Thôi trời ơi. Lại chưa có Wisdom lại khổ thế chứ lì. Chấp nhận đen vậy. Chúng ta sẽ ăn mấy cái bóc này lên cho lên Wisdom. Xem có Wisdom đi rồi. Tạm thời không lên. Rồi ôi. Lần nào cũng thế. Quyết định đuôi tướng không lên Wisdom thử xem thì lại có tao portal. Chúng ta đẩy Wisdom lên. Phải đẩy Wisdom lên. Đấy các bạn ạ, nhiều khi nói đúng ra thì cái việc mà gặp được mấy cái phép như vậy còn nhanh hơn cả tìm sách. Nếu chúng ta có Wisdom từ đầu chúng ta sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Vẫn chưa, này chưa lên Wisdom Advanced. Chúng ta sẽ đánh con cung rồi đi. Thương cung, ồ.
thương cung thì hơi quá sức nha. Thương có thể là 200 con vẫn là thương. Hot này thì chúng ta vụt được chắc chắn này. Thương thì nó dao động lớn hơn hot với lot nhiều. Hot ví dụ như là hot thì từ 50 cho đến 99 con, nhưng thương có thể từ 100 đến 249 con vẫn là thương. Nó khá là dao động thì chúng ta có view vision thì chúng ta có thể soi được. Nên không nên mạo hiểm ở cái mức quân mà ngập ngưỡng này, chúng ta không nên mạo hiểm. 40 con vampire chúng ta đánh nó thoải mái hơn. Quên thì không tách vịt ra, ra thôi mình chả đánh con đấy nữa. Con này thì phải đánh. Con này thì lại phải đánh. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nào bóc lại phép đất đi. Chúng ta đỡ phải đi tìm hồi sinh. Bóc phép đất cái nào. Tìm được cái bóc phun phép đất thì sướng, có hồi sinh luôn. Chà, con này mà khỏe phết nhờ. Con này trông thế cũng khỏe phết đấy. Cũng ba mấy con thiếm giáp thua nhiều, vụt đứt luôn một đấy. Mà đam nó có từ 1 đến 2 chứ mấy. Đam nó có từ 1 đến 2 thôi. À cái này nó vụt rồi, vụt rồi có thiên thần đánh mình ấy. Này chắc là vụt hết rồi, thôi bỏ đi. Đi theo tướng chính cho lành. Nhà mỏ đá thì phải ăn rồi. Mỏ đá thì phải ăn rồi. Này quên không áp vịt luôn. Nhưng mà áp vịt về sau cây vịt thì lại khó hơn. Nó sẽ cách cũng quân cho vịt nhỏ ra. Chả cần. Mình muốn chập vào một cụm mà đánh nó khỏe hơn so với việc tách chia nhỏ ra. Tăng cái giáp lên coi. Cục cán với ăn để xem tỉa lấy thành nữa. Chúng ta lại tiếp tục up Marco level lên. Phép đất. Ôi trời ơi. Hồi sinh. Ôi trời ơi. Chuối thế. Bánh cho mày ngay đây để không đánh. Đây rồi. Đây rồi. Hồi thành. Hồi thành rồi. Thành rồi, ok. Giờ thì cứ chờ khi có hồi sinh thì chúng ta cùng về thành lấy phép level 3. Có vết full net. Nhà áp quân này. À, con này chả cần ăn kinh nghiệm mà làm gì cả, về sau bỏ hết thôi mà. Về sau chúng ta lấy tướng xương ra quẩy, chúng ta bỏ hết mấy con này đi. À, quần này xếp tiền là quên chưa lấy. Thôi không cần, bây giờ cần Vidomina thôi. Cần chủ yếu Vidomina này, sau còn là cầy thôi. Ồ. Thằng này có được Vidomina đấy thôi, địch. Thật ra là bây giờ cũng về muộn game rồi. Bây giờ giai đoạn là bước vào late rồi, chúng ta Vidomina đoạn này cũng không cần thiết lắm, nhưng mà có Vidomina cũng thích. Hai con tướng ngày xưa người cũng thích.
Sao lại cái cửa này không bị canh? À con kia con cứng đâu đánh nhưng nó không đi được. Đứng đâu đánh nhưng lại không đi được. Thế thành ra là không gian. Rồi tao button. Dưới quay về thành bình sách gió trên này tạm thả chả dùng đến sách gió. Thành bình không có gì, thằng này có gì hay ho không? Thằng này cũng không thấy có gì hay ho. Thôi chúng ta sẽ ra đánh cái chợ đi. Nó đánh chợ để xem là có cái ui Lost Cyclops. À đây 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 đây. Đây 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 mình biết mình đánh cái gì rồi. Mình biết mình đánh cái gì rồi. Bỏ đi. Thì cho nhanh. Xương. Đánh con này thì hết xương. Ai giả có vẻ rộng đấy. Có vẻ rộng đấy. Fireball. Đến giai đoạn này thì giai đoạn bắt đầu gọi là late game thôi, khi mà chúng ta đã đủ mạnh để có một đi săn tướng địch rồi. Đất. Ôi lại 5.700 kinh nghiệm. Mất cả vịt cơ. Kinh. À thế này thì bảo sao mất vịt. Nó chập vào. Thế thì hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng đấy. Ôi may quá. Quên rồi, xếp nhầm. Cái này phải đứng đây, con vịt đứng đây đúng không? Không sao. Con nếu con Cyclops đây nhá, con xương đây, nó đánh con xương, nó đứng cạnh con Cyclops, nó áp sát con Cyclops luôn thì mình không bị đánh vịt với Cyclops. Bọc nữa này, hy vọng con này cho con. Blin. Chà. Này có gì đó vẫn rất là chuối. Vẫn rất là ngại. Thật sự mình vẫn ngại quân thành cover vì mình chưa hiểu rõ về kỹ năng đặc biệt của quân thành này.
khi bạn gặp một quân địch mà bạn không hiểu rõ thì phải nói là không nên mạo hiểm. Con này vampire 16 con thì không chưa đủ hồi máu. Con này con cấp 2, tao cấp 1, 40 máu à, cái khả năng vẫn đánh được nhưng mà sẽ mất xương, khả năng sẽ mất xương. Ấy da, tưởng con kìa. Sẽ mất xương. Chạy vòng tròn. Ai đứa chịu được. Ai đứa chịu được. Tự nhiên là mày có địa hình xấu ở dưới giữa xương. Mất 3 lần slow. Logic tích rồi. Logic là phải lấy pathfinding nữa thì càng ngon. Nói chung tướng phép mình chỉ cần logic pathfinding để chạy cho xa, cây xương thì cần hai phép chạy xa này nếu mà đắc định cây xương. Mặc dù bây giờ cũng hơi muộn thôi nhưng cũng được, còn hơn không. Trận đấu cây xương thì nó càng dài thì càng lợi. Lại đi nghiên cứu đường nữa. Chạy có mỏ tinh thần lại chưa cày à? Vậy mình thấy có một con thiên thần mà. Thế có mỏ chưa cày rồi. Quanh mỏ 4. Quanh quanh mỏ 4 đi. À, trên này đây. Mỏ vịt nữa này. Ok. Chưa thấy có gì mới hấp dẫn. Chỉ có đánh cái xương thôi, chưa có đồ gì mạnh. Có mỗi cái khiên thiên thần mình nhìn thấy rồi. Thì bây giờ đang chuẩn bị phải đánh khiên thiên thần rồi. Khiên xương nữa này. Kiếm rồng. Thử check cái này mà hình như chưa đánh thế phải. Ô, sao đánh hai mỏ rồi mà nó lại có một con thiên thần nhỉ? Chẳng lẽ đánh mất con thiên thần à? Thank you.
lót được cày luôn cái khiên thiên thần đi. Clavius cày luôn khiên thiên thần này đi. Công thủ 5, thủ có 5 vẫn đánh được. Ôi chà, có vẻ hơi nhiều ân tính rồi. Làm phát này cho nó yếu bớt đi, 2 lần là chết được một con. À 3 lần mới chết được một con, 3 lần là 30 mana. Phải cho nó yếu bớt đi mới được. Đấy, mỗi lần đánh 2 con. 2 con đánh 4 rồi, trong khi mình đánh lại nó là bao nhiêu máu. 2 con đánh 4 vampire. À đánh được 200 máu thì thôi, chả cần. Tấn thủ tăng giáp lên, con nào đánh mình phản thế sao. Bắt đầu chậm hơn rồi, được, bắt đầu. Bỏ xương đi, đánh lấy khiên. Bỏ xương luôn. Úi rồi. Đấy, 3 x 200 hơn 200 con rồi. À 3 x 6 18. Ok. Khả năng cao vẫn lên trưởng. Khả năng cao vẫn mất phân bài. Từ con này cung cấp có đánh khỏe hơn, à, khả năng một strip một lần nữa. Xem đánh được bao nhiêu nào. À vẫn chịu được. Nó đánh bao nhiêu? À, 200 dam, vampire đưa 200 dam. Tức là nếu mà đánh thêm thì mình sẽ âm ấy. Ý à? Không ổn tí nào. Đánh yếu, tỉa yếu trước đi, vậy thì mình mới kịp hồi được. Tỉa cho nó yếu trước đi ạ. Úi giời ơi. Rồi khiến thiên thần gió chứng luyện lick, nếu con này xác định luyện lick thì vẫn lấy archery đi. Gió để sau. Tướng ấy tướng cây lick cho mình vẫn lấy archery thôi. Nhấn cộng speed này, hấp dẫn, mấy cái này đều cần thiết hết. Vampire tăng một speed cũng là mạnh hơn bao nhiêu rồi. Sandro, Sandro.
có gì hay ho không? Không hay là vốn chưa có hồi sinh. Oh, đừng đừng đừng, no 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 no. Nó đang gần tướng chính cái tướng phụ Bính nhỉ? Cái như là mình thấy như gần con nào nhỉ? Ấy già. Ra gì, thành xương một cam à? Cam thành Inferno. Ra gì phết đấy. Con này không chơi nó thì phiền phức phết đấy. Con này không phải chơi nó đâu. Không chơi nó phiền phết. Quân nó lót vịt rồi. Vấn đề là mình chưa có hồi sinh. Thôi kệ mẹ đi. Kệ đi. À có thành luôn này. Tám xương ok. Xem đội quân của nó nào. Bây giờ chơi kiểu này nó mới hay này. Vịt để lại. Cyclops để lại. Đó. Chơi độc thay thôi. Nó mới chiến. Chơi độc thế này nó mới chiến. Ê, chơi độc xương này nó mới chiến này. À quên, nhầm. Xem tím rác còn đấy nào. Ranlu 12-8. Cho nó đi viện luôn. Đánh độc xương không cho nó chiến các bạn ạ. Hit này thì Chana. Ôi con này bây giờ có lẽ mình sẽ cho về thành rồi. Cái phòng thì mang theo con này đi, không có đánh thành mất tướng mất quân. Trời độc xương không cho nó máu. 200 xương gặp vịt thì chúng ta chỉ cần bo quân lại và slow vịt lại, chúng ta khả năng đi trước. Gặp lót vịt 200 xương hơi đuối, 2000 xương hơi đuối đấy, bởi vì nó còn nhiều quân đánh trước để cho xương hết phản đấy. Vampire. Toán quân mình không thể hút máu được. Con Titan này hy vọng không quân up. Nhưng con này có hồi sinh xương rồi mà. Có chưa? Ôi sao con này không có hồi sinh xương? Ồ. À con này lúc trước chưa có Wisdom. Bây giờ mới có Wisdom. Cũng chưa về thành hay sao? Galavius. À vào đây. Bây giờ hồi về thành. À ai dạ. Chưa có đất nữa cơ. Còn chưa cả đất nữa. Thế thì đánh cho lên level rồi. Đánh nhiều cho lên level vậy. Chưa có đất. Tất nhiên là nếu có đo thì các bạn sẽ ăn được, có thể ăn được sách đất sách gió nhanh hơn là cái việc mà đi tìm này. Tuy nhiên thì vì đây là mình đánh no do no fly phải chạy bộ chủ yếu, thế nên việc mà lên tìm được sách nó sẽ chậm hơn bình thường rất là nhiều. Dù mình có đo rất là sớm nhưng cái việc mà không dùng được thì khiến cho tướng mình yếu đi được. Bên kia mà chạy đâu, chạy lên trên đấy à, không thoát được đâu, thoát làm sao được, thoát làm sao được. À cái nhà rồng trên này hợp lý. Hợp lý. Vẫn chưa lên đất. Vẫn chưa lên được đất.
Nào mà đọc cái việc lớn đất không cũng có vẻ nan giải phết nhỉ. Cô leo não không để làm gì cả. Đất mình chả còn gì hay ho rồi. Rồi đi thôi. Bây giờ cày vịt tiếp thôi. Hy vọng thành Titan này sẽ có hồi sinh. Titan thì có hồi thành mới đo dễ hơn là hồi sinh. Nếu mà phép level 4 thường nó sẽ lên hồi thành đủ các phép di chuyển nhiều hơn. Có thể nó liên quan đến việc mà nó có thể mở được toàn bộ bản đồ mặt đất đấy. Nó những cái thành mà giúp cho cái việc mà di chuyển trên map trở nên dễ dàng hơn thành Titan. Tỷ lệ lên đo thành Titan khá là cao. Không có lên Moran cái này mà nó chém 4 lần đấy. Ấy chà, qua đây. Vào đây. Vào đây. Rắc rối lớn nhất là con Barak này là chém 2 lần. Lần đầu mình phản nên là lần thứ 2 mình sẽ bị chém đau. Đấy. Thôi chết rồi. Thôi xong rồi. Quả này thì vỡ mặt vampire rồi. Quả này thì vỡ mặt vampire rồi. Thôi slow lại. À không, bây giờ không cần slow. Yeah. Càng phết nhỉ, nó chém hai phát như thế. Rồi. Đất đây rồi. Đất. Gió luôn. Đất rồi, ta tích rồi. Scouting. Lấy đất đã. Gió cũng thay. Rồi có đất rồi, rồi chúng ta sẽ hồi thành để lấy phép hồi sinh ma. Chúng ta còn chưa có hồi sinh ma cơ đúng không? Đây. Đứng chính đâu nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ về thành Machina này, trao đổi đồ tướng chính, cho tướng chính khiên sư tử con chiến. À, con này này, à, con này chứ, phải lấy khiên sư tử đi. Khiên sư tử dày chạy xa đưa cho tướng chính. Ok. Chạy xa quá rồi. À, đánh mỏ rồng chắc bên này. Đây.
Ôi, nó đánh vụt mất rồi. Nó vụt mất rồi. Chuối thế. Rồi giờ mình sẽ đeo cái xích về vào tránh nó chạy. Nó hồi đã có Haster rồi, chúng ta sẽ đeo xích vào tránh nó bỏ chạy nếu đánh mình. Làm 2000 xương đánh hồi sinh, đánh thoải mái, đánh nghè. Rồi, bắt đầu tiếp tục cày vịt. Crusader hot nào chơi. Úi rồi, vẫn đông như thế à, vẫn đông như thế à, vẫn đông như thế à, không có cái gì phép gì tăng thủ này lên ta. Ây da, đỏ. Bây giờ cần slow này lại. Vì sao slow? Con nào vào đây thì nó sẽ không thể đánh mình ngay được. Đó. Nhường đi. À, nhường rồi. Rồi sẽ nhường. Để hai lần chém liên tiếp để chúng ta hồi cho nhanh. Nhường tiếp. Bây giờ con này, một trong hai con này, con đánh trước con này sẽ chết thì đến được con này đúng không? May đè. Bây giờ con này đánh trước sẽ dụng cho con này. Rồi nhường. Ây da. Ơ, không có con nào đi theo con này. À đây. Đây. Ô, sẽ chậm hơn nhỉ. À, con này cũng speed 8. Con này hôm qua cầm con speed 9. Nó ở ngay trên này rồi nhưng mà đây nó ngay đây này, nhưng mình có cần đánh nó mới đánh, phải đánh thành trước thì buộc nó phải thò đầu ra chứ, là đuổi nó cơ mà. Khả năng con này còn chạy xa hơn mình chứ. Quỳnh đã có, bởi vì mình đang cầm xương nữa thành ra quân nó chạy xa hơn mình thì chắc chắn rồi. Đuổi nó cũng vô vọng thôi, tốt nhất là đánh thành cho nó, buộc nó phải vào đánh thành mình, thò đầu ra xong mình dùng hồi thành mình về vụt nó nhanh nhất. Còn đuổi quân mà nó speed cao hơn mình vô vọng. Các bạn chờ mình một phút nhé, mình đi lấy cốc nước cả. Ok, chúng ta tiếp tục. Mỏ rất là nhiều, mỏ quân rất là nhiều ở cái 8x và 8 này. Thế cho nên cái việc mà thường mọi người sẽ không cần lên quân level 7 là vì lý do mỏ quân ở ngoài quá nhiều và nó sẽ chiếm hết spotlight của các quân level 7 các thành. Đại đa số các thành bây giờ lấy quân level 7 chỉ lấy một số kỹ năng đặc biệt, hoặc là ví dụ như là con thiên thần cộng 1 Moran và lấy speed, ví dụ như vậy. Con rồng đen và rồng vàng có thể kháng phép, có thể chống được Armageddon, những tướng thả bom. Đại khái là như vậy. Ví dụ tướng địch chơi thả trò thả bom thì cũng rất là chuối, rất là mệt não với loại dòng tướng vậy.
Rồi, tôi nhận được quân cho tầng 9 đi. Vẫn chưa có hồi sinh. Vẫn chưa có hồi sinh. Chỗ đi đâu ta? À, chỗ đi về. Vẫn chưa có hồi sinh lên mắt Gulliver đi. Rồi, chấp nhận mất quân. Đánh thế cho yên tâm, chứ bây giờ con tướng kia mình nhìn thấy thì nó yếu hơn, nhưng con tướng khác thì không đảm bảo nó sẽ yếu hơn mình. Tốt nhất là vẫn phải mang cái đạo quân này đi, đẩy xương sang. Nó bóc quân để biết chắc chắn nó bóc quân này cho vào thí đấy. Nó sẽ trừ Moran, nhưng đằng nào mình trừ Moran rồi. Ơ sao lại không ăn? À chắc các định ăn thì thấy tướng mình nó chạy công đít lên nó chạy đây rồi. Đây rồi. Lại công đít lên nó chạy. Không cần đánh làm gì, chỉ có lỗ thôi. Nó quân level cao nhưng cái việc mà hồi máu từ hồi xương từ nó sẽ ít hơn cái việc mà mình bỏ giữ được quân còn hơn. Sương đứng giữa. Tách cái này ra cho con nó thí đi. À con này thì bây giờ về. Ồ hết mana luôn rồi á. Ôi còn ít mana nhỉ, vừa hồi thành lần đã hết mana rồi. À chúng ta hồi thành 2 lần. Chúng ta hồi thành 2 lần nên là hết mana đúng rồi. Nào mà nhiều vỏ vịt nữa nhỉ? Đây còn nhiều mỏ chúng ta phải cày đây. Đó, từ con này trước đi. Sẽ đưa Wanderer lên. Sandro. Rồi Cyclops rồi. Hot. Cày từ con này trước nhỉ. Mấy con này nhìn kinh lắm. Mấy con level 6 này. Con này có kỹ năng phá giáp nha. Nó đánh vào phát mình nó phá giáp. Xong rồi đánh còn mạnh hơn lần trước nữa. Càng đánh càng mạnh. Sẽ bắt đầu từ con Medusa này cũng hot. Đây từ con này dễ nhất này. Từ cơ. Cày từ dễ nhất nữa. Hiện tại có chưa có vịt. Tướng này hiện tại chưa có vịt. Tôi có biết thế, chúng ta sẽ cày từ con này đi. Nó chạy nó bỏ luôn cả khiên xương. Chạy nhanh thế, bỏ cả khiên xương luôn ạ, buồn cười đấy. Việt Nam mình câu chạy mất dép, còn thấy tướng địch chạy mất cả khiên. Nó có 2.000 xương thôi làm gì phải chạy thế. Mới có 2.000 xương thôi mà. Này cát này, DJ không có bắt fighting đi ra đấy cũng mệt. Quên hôm qua không đeo cái giày chạy xa vào. Áo vampire tiếp này. Hỏi đi cho nhanh. Đánh bọn này cũng không hồi máu được. Đèn đèn cái mất con vampire. À mất con... ở đây có phải là tướng chính chứ, là tướng phụ quái đâu nhỉ? Tướng chính. Quên đây là tướng chính và tướng phụ. Rồi cho mất hết đi. Tướng, bọn đấy mình chả cần lắm. Xem nào, ở đây có gì hay ho không? Mỏ vịt, mỏ beo không có. Và
thành nào nhiều mỏ nhỉ? Đây thành này hình như còn mấy cái mỏ nữa thì phải. Một mỏ này. Thành nào nhiều mỏ quân thì mình sẽ về đánh. Thành này ít mỏ quá. Không thấy gì luôn. Không thấy gì luôn. Trên mặt đất này xem mà. Chỗ này thì cần tướng cam quá. Cần tướng cam thì không lên. Nên ta sẽ quay về thành này. Xuống lòng đất này. Chúng ta còn một mỏ này. Thần đèn đây nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ về thành Eastphone này. Xin nhẹ tí mana. Chana, tránh được đi. Con tướng đi cặp đôi của con này là con nào nhỉ? Lúc vậy con Clavius này đúng không? Đây chúng ta sẽ đợi sẵn ở đây. Nghe mỏ dưới này, mỏ dưới trước đi. Làm tí Cyclope nữa. Ây da, nó cũng đây. Cấm xương. Thôi tôi chạy cho lành. Chạy cho lành. Lấy khiên xương. Chạy. Chạy cho lành, có khiên xương tội gì? Có khiên xương tội gì? Hớt tay trên đấy. Spin, thôi bỏ này đi. Chúng ta chuẩn bị đầu tư vào đống tướng xương thôi. Chuẩn bị đầu tư các tự à, vẫn còn tướng chưa đi. Xper vào skin 11 tờ thường. Con này thì có thể đánh được này. Cứ đánh cái vịt trước ạ. Cứ đánh cái vịt trước. Con này thì đánh được ấy. Slow đánh tốt ấy. Nhưng mà thôi bỏ đi. Mất thời gian đánh cái này, nó mất thời gian ạ. Và không có máu ra mình vừa đánh vừa rong. Nó mất thời gian thôi chứ không phải là mình không đánh được. Để tập trung vào những quân đánh được trước xong lấy mạnh đạch đập vào đấy cho nhanh. Như vậy thì mình nói chung đánh kiểu này thì mình sẽ mất nhiều thời gian chạy xuôi chạy ngược. Còn nếu thực ra nếu mà đánh kiểu kia thì cũng đánh được. Đánh kia thì sẽ nhanh hơn, nếu đập thẳng vào đây sẽ nhanh hơn, nhưng trận bắt combat sẽ lâu hơn. Đây là từ đây mà nó chạy vòng ở đây chẳng ai được người trên này gần hơn à. À quên, cứ hỏng rồi. Ơi quên phải nhường lượt chứ. May quá có hồi sinh ma. Nhầm. Nhưng mình đang muốn hạn chế phép để sau đánh nhiều nơi. Nhầm lẫn. Rồi.
cơ. Đâu nhỉ? Đây, à đâu? Con này chứ. Thiếu lực rồi. Giờ thủ mình đang cao hơn à? Không chết luôn thì còn đúng một con. Nhạo nhí thế. Còn đúng một con. Phép level 3 mình không cần. Để cần hồi sinh phép level. À. Thế là không phải đường này à? Không phải đường này à? Thành địch không phải đây rồi. Thế chúng ta quay lại thôi. Quay lại luôn và ngay. Không có gì. Không có gì. Không nên rụt lối tích tướng chạy chậm thế. Con thằng cam này từ đâu nhỉ? Đường này không phải đường vào thành cam mà, thế thì nó từ đâu ra trên này à? Thế thì điên trên này vậy. Chỗ này ngại giá về trừ Moran đấy, trừ Moran tướng địch ấy. Đây rồi. Thế, này xa thế. Cứ đánh thành nó trước đã. Cho nó về xong đánh nó sau. Hot pit. Hot pit. Stacker. Hot pit. Lại đây. Úi giả. Lắc nhiều đấy.
Cứ đánh lắc cái hồi nhanh hơn là nó đánh mình. Cái con này khổ đấy, chạy ngươi chạy ngược ạ. Bây giờ lại chạy sang đây. Nhìn nhiều lúc nguy mắt phết ấy. Chạy ngươi chạy ngược buồn cười cũng chịu được. Pathfinding, à chưa có logistic. Logistic quan trọng hơn pathfinding. Con này phải lên được logistic nữa thì ngon. Đúng rồi, bây giờ mình nhớ ra rồi, chưa có logistic. Trang cơ. Bây giờ phải tìm logistic nữa. Logistic pathfinding bây giờ. Trời ơi, tí nữa. Con này mà không lên logistic thì hơi dở đây này. Còn 1000 level nữa. À, chúng ta đang XP hết rồi. Bây giờ lúc chúng nó lên thôi là mình sẽ không ấy nữa, mình sẽ đẩy cho con này đi. Đẩy Shanker lên. Giờ chúng ta sẽ đảo quân đi. Chờ lên logistic cứu con kia. Đẩy cho con kia. Đó. Shanker sẽ lên đây. Hút con này. Giữ lại để lấy logistic. Sau chạy cho nhanh chứ. Carapius. Sandro. Thrum. Ấy dạ. Trên này à rắc rối rồi, rắc rối tìm đến rồi, rắc rối tìm đến rồi. Cái thành đang định xây mắc vui level 5. Ranlu. Ranlu từ đây đến đây là chắc không chạy kịp được. Con này là có xích mình về vụt được luôn này. Mà không biết là mình với nó con nào chạy kịp đến. 2472. Nhà logistic thì con này có logistic. 2472. Khả năng con này bằng speed mình ấy. Mandor. Mandor đưa lại cho Stanker. Đưa quân cho Stanker. Và bây giờ về. Ôi mình không dám mới đến đấy. Đến đấy, đến đấy. Phải quay lại đánh rồi. Đến đấy. Phải quay lại đánh rồi. Phải quay lại đánh rồi. Thành Machina. Trăm bảy hai xương.
giữ quân tối đa. Xem là đi nhé. Úi giời, một vụt. Hai vụt, ba vụt. Bây giờ thì chỉ việc hồi sinh thôi. Bắn được này. Rồi, xong. Ôi dồi ôi, sạch đất. Ôi dồi ôi, xương nó vụt như con đấy. Xương nó vụt như con luôn. Trời đất ơi, sạch đất để thay cái này đi thôi. Đỉnh rồi, đỉnh rồi. Cái chày này nữa. Quá đỉnh rồi. Bộ mana ghép vào đủ luôn này. Cảm ơn nhá, ship cho bộ mana quá đỉnh. Ok, thế là được rồi, chúng ta hồi về thành ngủ lấy sức thôi. Thành gần nhất của chúng ta đánh ở thành này. Chúng ta quay lại ra đây thì nó sẽ gần hơn nhỉ. Thật ra từ đây chúng ta đi tiếp được, từ đây tiếp được cũng như nhau cả. Ngày thứ 3 cũng gần hết nước và đằng nào cũng ngày thứ 3, đúng rồi. Từ thành ngày ra mất một ngày ra đến chỗ này. Cũng thế, cũng thế, ra chỉ gần đây thôi. Ngày mai chúng ta chỉ gần đây thôi. Nhưng có vẻ vẫn nhanh hơn đấy nhỉ. Có vẻ vẫn nhanh hơn đấy. Mon đó. Rồi, giờ chúng ta có thêm đồ rồi. Kiếm cho con này. Găng, bây giờ còn từ chính còn dùng găng nữa. À, vẫn phải dùng găng cho trường hợp mà hồi sinh xương. Mũ sang đây. Áo sang. Phép hồi thành. Đưa cho con tướng nào chưa học được. Viêu gió này, hồi sinh ma, các thứ có hết rồi, chả cần cái gì cả. Chỉ có phép gì nhỉ? Master. Chả có phép gì dùng cho con này. Nói chung là có hết phép rồi. Có hết phép rồi thôi. Di chuyển kháng basic. Rồi thế thôi. Bây giờ xây Maku Lever dần lên thôi. Thực ra giờ cũng chả cần xây Maku Lever nhưng mà cứ sụi xây thôi chứ còn. À, vừa về thành ở đâu quá. Có thành chưa có Maku Lever. Đeo cái giếng lên, ở được rồi. Logistic Pathfinding rồi. Bây giờ chúng ta còn cần từng phép thì cần đất này. Thành xương thì vẫn phải lên gió hơn, lên nước nhỉ. Thành xương ít phép nước có tác dụng hơn thôi. À quên, đẩy về chứ. Ba rách lại chạy. Gặp ba rách là chạy. Rách có chém đôi. Úi dồi ôi, cái này thì đỉnh cao quá, solo 1-1 thì cứ vào hết đây. Trời đất ơi, đây. Solo 1-1 đánh cả ngày. Solo 1-1 đánh cả ngày. Chui rụt, rút được cái góc đấy thì quá là đỉnh cao.
Đây, Stanker. Hay để cho Clavius trước nhà Clavius từng chiến này. Ủa, Stanker chỉ số cao đấy. À, có khiên kiếm của cái này. Với lại Stanker mình mua sớm hơn, nó nhiều hơn. Ok, để cho Clavius trước đi. Cho Stanker kiếm đặc biệt này. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ con này. Chana hay Chana? Chana Scouting. À, con này thì có Scouting với Advanced xương rồi. Advanced xương. Nhưng mà Chana thì lại đi xa hơn rồi. Để Chana đi. Đánh luôn con này. Bách. Vụt. Windstorm lên. À, có giấy hồi thành rồi. Nhưng mà vẫn phải học Windstorm lên chứ chưa sách xiếc gì. Thôi kệ, cứ lên Windstorm đi. Ôi giời, zombie. Zombie. Thôi bỏ lại cho đỡ. Quên, chưa lấy đồ sang. Chưa lấy đồ sang. Đất đây rồi. Ui rồi, Pathfinding luôn này. Pathfinding, Logistics. Rồi, cứ lấy phép di chuyển đi. Đã chạy bộ thì phải không chê một cái phép di chuyển nào cả. Chạy bộ thì phải thế. Ok, thôi phần này của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục với Xtra ở phần sau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.